với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Công Vinh lên tiếng về việc bơ đẹp màn biểu diễn của Thủy Tiên bị Thủy Tiên trách móc khi cô đang biểu diễn Ngôi Nhà Hạnh Phúc nhưng ông chồng khác thường. Công Vinh nhanh chóng thanh minh. Trong khoảng 4 năm trở lại đây, Thủy Tiên dành thời gian cho gia đình và dần rút lui khỏi showbiz để chọn cuộc sống bình yên. Giọng ca Chàng Trai Tháng 12 cho biết tình yêu với Công Vinh đủ lớn để cô quyết định chọn cuộc sống gia đình hơn sự nghiệp. Ngày xưa Thủy Tiên chinh phục công chúng bằng loạt bản hit thì bây giờ tổ ấm gia đình hạnh phúc. Công Vinh không cảm xúc khi Thủy Tiên biểu diễn. Dù không còn phát triển sự nghiệp hay duy trì độ hot trên truyền thông, nhưng thỉnh thoảng nữ ca sĩ vẫn nhận lời biểu diễn các show diễn phù hợp. Điểm đặc biệt trong các sự kiện mà cô tham gia thì Công Vinh cũng phải được mời xuất hiện cùng vợ, chứ ít khi Thủy Tiên đi riêng lẻ. Vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, cả hai vợ chồng cùng tham dự một sự kiện ngoài trời. Thủy Tiên diện bộ váy màu xanh gợi cảm, còn Công Vinh lịch lãm như mọi khi. Ba mẹ một con còn dành tặng các khán giả ca khúc Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Cô vừa hát vừa di chuyển xuống giao lưu bắt tay cùng mọi người. Thủy Tiên vừa di chuyển để bắt tay khán giả. Mọi chuyện sẽ có gì đáng bàn cãi nếu như Công Vinh không hờ hững trước màn biểu diễn của bà xã. Anh ngồi dưới sân khấu nhưng khi bạn đời đi ngang qua, cụ cầu thiểu nổi tiếng không hề ngước nhìn cũng không để lộ một cảm xúc nào. Công Vinh ngó lơ màn biểu diễn thay vì ủng hộ vợ. Công Vinh nghiêm túc trước cái đẹp có tí áp lực. Trở về nhà vô tình xem được màn biểu diễn ít phút. Do khán giả ghi lại đúng khoảnh khắc vàng của ông xã, Thủy Tiên không thể im lặng mà liền chia sẻ lên trang cá nhân. Kèm theo một lời trách móc hài hước về chồng mình, khi tôi hát bài Ngôi Nhà Hạnh Phúc, nhưng chồng tôi hình như không có hạnh phúc một miếng nào luôn. Wow, ghê chưa? Thủy Tiên nói Công Vinh không hạnh phúc về màn biểu diễn của mình. Bị bà xã tỏ ý hờn dỗi, Công Vinh cũng lên tiếng thanh minh về hành động không cảm xúc trước màn biểu diễn của vợ. Ủa, tại người đàn ông đẹp trai nghiêm túc trước cái đẹp có tí áp lực, làm gì căng dữ vậy? Phần lên tiếng của Công Vinh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt đến từ fan của Thủy Tiên. Ca khúc Ngôi Nhà Hạnh Phúc do Thủy Tiên chép bút không chỉ là nhạc phim đình đám mà còn là ca ngợi tình yêu của nữ ca sĩ Công Vinh của những ngày bắt đầu chớm nở.